Xin chào ba mẹ. Ba mẹ thân mến, chủ đề của video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai dòng nhiệt kế cần thiết trong quá trình chăm sóc em bé sơ sinh. Thì sẽ có rất là nhiều ba mẹ thắc mắc là tại sao em bé sơ sinh mà lại phải cần dùng lại nhiều loại nhiệt kế như thế. Câu trả lời đây như sau. Thứ nhất, cơ thể em bé của chúng ta khá là nhạy cảm. Các con có thể sẽ bị sốt do mọc răng này, do đi ngoài, do đi tiêm hoặc là do thay đổi thời tiết. Vì vậy, trong gia đình bắt buộc phải có một chiếc nhiệt kế để kiểm tra thân nhiệt của em bé thường xuyên trong quá trình em bé bị ốm. Vấn đề thứ hai đó là các loại nước dùng để pha sữa cho con hoặc là pha nước tắm chẳng hạn thì cũng cần phải đặt một cái nhiệt độ nhất định để đảm bảo độ an toàn. Chính vì vậy, việc chuẩn bị hai dòng nhiệt kế cho em bé là vô cùng cần thiết. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể cho em bé. Trên thị trường sẽ có 3 dòng, đó là nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế điện tử đầu mềm và nhiệt kế hồng ngoại. Thì đầu tiên là chiếc nhiệt kế thủy ngân như thế này. Thì ba mẹ để ý rằng nó có rất là phổ biến không ạ? Có ưu điểm đó là đo được nhiệt độ chính xác. Tuy nhiên nhược điểm của nó rất là nhiều. Thứ nhất là không an toàn nếu mà kẹp mà rơi vỡ, hoặc là thời gian kẹp thì tương đối lâu, khoảng từ 5 đến 7 phút nếu mà chẳng may bị em bé còn nhiều khi không hợp tác nữa. Còn nhiệt kế điện tử đầu mềm thì có ưu điểm hơn, đó là thời gian kẹp chỉ khoảng từ 3 đến 5 phút và độ an toàn cũng cao hơn. Dòng nhiệt kế điện tử cuối cùng, nhiệt kế cuối cùng đó là dòng nhiệt kế hồng ngoại như thế này. Thì mình thấy là trong tất cả các phòng khám nhi hoặc nhiều gia đình đã sử dụng đều thấy rất là ok, bởi vì cái thời gian kẹp của nhiệt kế hồng ngoại thì nó rất là nhanh, chỉ khoảng tầm từ 3 đến 5 giây là có thể cho kết quả nhiệt độ luôn, rất là ok phải không ạ? Thì ba mẹ có thể cùng nhau tìm hiểu để tìm ra một cái dòng nhiệt kế phù hợp cho gia đình mình nhé. Thứ hai là dòng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước, thì có loại nhiệt kế que và nhiệt kế hình con thú như thế này. Nhiệt kế que này có thể đo được nhiệt độ nước được, pha sữa được này, nước tắm được, thậm chí là đo cả nhiệt kế đồ, nhiệt độ của đồ ăn dặm sau này của con nữa. Còn nhiệt kế dạng thú này thì thông thường là dùng để thả vào chậu nước to để kiểm tra nhiệt độ trong chậu nước để tắm hoặc là rửa cho các con. Thì cả hai dòng nhiệt kế này thì bố mẹ có thể lựa chọn cả hai hoặc là một loại đa năng này để dùng thay thế các cái nhiệm vụ như trên. Thì trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của mình về cái vấn đề chuẩn bị nhiệt kế cho con. Thì rất là mong nhận được ý kiến đóng góp của ba mẹ. Và cảm ơn ba mẹ đã theo dõi video và hẹn gặp lại ba mẹ những video tiếp theo. Hy vọng rằng ba mẹ sẽ lựa chọn cho mình cũng như cho em bé của nhà mình một dòng nhiệt kế phù hợp nhất. Xin cảm ơn ạ.